ra minh chứng tình yêu. Ôi tâm sáng là tiếng nói yêu thương vô cùng, là người bạn tin chung, là lương tâm nhân loại, là niềm tin lửa bén, là đỉnh cao sống hiến vinh quang. Xin mỗi ngày đón nhận thập giá Giêsu để làm bằng chứng tình yêu bằng diện, tình yêu duy nhất. Thập giá mình chứng tình yêu. Ôi thập giá là tiếng nói yêu thương. Mỗi ngày ngắm nhìn thập giá Giêsu để lòng bạn thấu niềm vui đón nhận, niềm vui dâng hiến. Thập giá mình chứng tình yêu. Ôi thập giá là tiếng nói yêu thương vô cùng. Suốt đời chiêm nghiệm thập giá Giêsu, nhiệm màu là những lời kinh cứu độ, lời kinh phó thác. Thập giá mình chứng tình yêu. Ôi
dân chúng là lương tâm nhân loại, là niềm tin lừa mến, là đinh mang dân thiên linh quang. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, thời đại của chúng ta là thời đại của tội lỗi, và chính vì thế mà lòng thương xót Chúa càng cần được đề cao. Các đức giáo hoàng, đặc biệt là đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, đã hết sức cổ võ cho các sinh hoạt của hội lòng Chúa thương xót. Chúng ta dâng lễ hợp cùng với hội lòng Chúa thương xót, suy tôn thánh giá là quan thầy, và chính thánh giá là nguồn mạch của lòng thương xót mà Chúa dành cho chúng ta. Nhìn lên thánh giá, chúng ta hiểu được lòng Chúa yêu thương chúng ta càng ngày càng nhiều, nhiều hơn. Và đó là chỗ dựa duy nhất cho chúng ta, là những con người yếu hèn, tội lỗi. Chúng ta hợp ý với anh chị em hội lòng Chúa thương xót dâng lễ tạ ơn Chúa, xin cho cả hội mỗi một ngày được tràn đầy thánh thần, tràn đầy tình yêu của lòng Chúa thương xót. Chúng ta cũng hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse mới qua đời, cho các ân nhân và thân nhân trong hội lòng Chúa thương xót được chúc lành, và cầu nguyện cho linh hồn Katarina, linh hồn Giuse, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ta tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Dành Thiên Chúa trên các từng trời và bình an dưới thế cho người hiền lòng. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúng tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Là Vua Thiên Thượng, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chính Thiên Chúa, là Con Chúa làm đinh thánh, chỉ có Chúa là.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho con một Chúa chịu khổ hình thâm giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hướng nhờ qua phung cây thâm giá mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách Dân số. Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc nên nản chí. Họ kêu trách Chúa và Mô-xê rằng: Tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập, cho chúng tôi chết trong hoang địa, không bánh ăn, không nước uống? Chúng tôi đã ngán thức ăn nhàm chán này. Bởi đó Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Họ chạy đến cùng Mô-xê và thưa rằng: Chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn. Mô-xê cầu nguyện cho dân, và Chúa phán cùng Mô-xê rằng: Ngươi hãy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu. Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được sống. Mô-xê đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu, và kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được chữa lành. Đó là lời Chúa. Hỡi dân tôi, hãy nghe lời huấn dụ, hãy lắng tai nhận lấy những lời miệng tôi. Tôi sẽ xuất khẩu nói ra những lời ngạn ngữ, sẽ trình bày những điều bí nhiệm thời xưa. Trăng sương nhiều lắt léo và thế gian, nhưng người thấu hiểu chúng không giữ lời mình ước, coi lòng họ chất đầy những điều tà tâm. Quên công của người.
chúng bị diệt vong. Chúa đã chỉ ngờ căm hơn mỗi lần giận dữ. Chúa kềm lòng không để phẫn nộ trao thù. Chích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, Chúa Giêsu Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa đã không nghĩ phải dành cho được ngang bằng với Thiên Chúa, trái lại người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đồi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa. Amen, Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng Ni-cô-đê-mô rằng: không ai lên trời được ngoài người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Cũng như Mô-sê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người, để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người. Trọng kính Cha Quản sứ, và trước hết con cũng xin phép Cha Quản sứ và kính mời Cha cùng với toàn thể cộng đồng đang hiện diện, chúng ta cùng chúc mừng và chung vui với các gì trong ngày mừng thánh hiệu của dòng Mê Thánh Giá, và đồng thời cũng xin chúc mừng và chung vui với các hội viên thuộc hội Lòng Thương Xót Chúa. Chúng ta thể hiện cái tâm tình đó bằng tràng pháo tay. Xin kính mời. Trọng kính Cha Quản sứ cùng quý thầy, quý dì, kính thưa toàn thể cộng đoàn. Sống ở bất cứ môi trường nào, thông thường chúng ta luôn phải đối phó với một cái tình cảnh
là tha thứ cho những người có lỗi phạm với chúng ta. Và dĩ nhiên, chúng ta đã cảm nghiệm được rằng đó là một điều rất khó. Thế thì chúng ta phải làm gì để có thể vượt qua được cái khó khăn này? Chính Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta, đó chính là tình thương. Tình thương mới giúp chúng ta vượt qua được cái khó khăn phải tha thứ cho nhau. Đúng như có lần Chúa Giêsu đã ngỏ với người đàn bà tội lỗi: bà đã yêu mến nhiều nên bà đã được tha thứ nhiều. Và ngược lại, chỉ có tình thương thì mới có thể tha thứ cho kẻ khác được. Thật vậy, chúng ta cứ nhìn vào cái phạm vi gia đình nhỏ bé của chúng ta. Hầu như con cái ở gia đình nào cũng thường sai lỗi, có khi nặng, có khi nhẹ. Nhưng một cái điều có thể nói chung chung là cha mẹ nào cũng sẵn sàng tha thứ cho con cái, cho dầu nó phạm lỗi bao nhiêu lần, cho dầu phạm lỗi nặng hay nhẹ. Nhờ đâu? Nhờ mối tình thương đang còn bền chặt, đầm ấm giữa cha mẹ và con cái. Ngược lại, chúng ta cũng nghe nói tới trường hợp dầu ít xảy ra là chính cha mẹ mạnh dạn và không ngần ngại từ con cái. Vì sao vậy? Bởi vì cái tình mến thương giữa cha mẹ và con cái đã không còn nữa. Và giờ đây chúng ta cùng nhìn lên đại gia đình nhân loại của Thiên Chúa, vốn là một Thiên Chúa đầy lòng xót thương, với một tình thương tuyệt vời đến mức giáo hội hằng tung hô. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, trầm bất bình và hết mực khoan dung. Cái tình thương vô bờ của Chúa, cái lòng thương xót hải hà của Chúa đã được thể hiện một cách cụ thể qua việc dầu nhân loại tội lỗi nhưng mà Ngài vẫn yêu thương, ban chính con một dấu yêu của Ngài đến để cứu độ nhân loại. Và Đức Giêsu Kitô, hiện thân của lòng thương xót Chúa, cũng yêu thương nhân loại nên Ngài cam chịu gánh lấy tội lỗi của toàn dân trên thế giới này và chấp nhận chịu chết trên cây thánh giá để nói lên cái tình thương hải hà của Ngài đối với nhân loại. Như thế chúng ta có thể hiểu thánh giá là biểu tượng cho lòng Chúa thương xót đối với loài người. Và như thế, để đáp lại, thì loài người cũng phải thể hiện lòng yêu mến của mình đối với Chúa qua việc suy tôn thánh giá. Và chúng ta cũng biết, nếu thánh giá là biểu tượng của lòng yêu thương Thiên Chúa và Chúa yêu thương loài người, nên chi ngày xưa thời Bắc Đạo, các vua quan người Việt Nam chúng ta không dùng hình thức gì khác cụ thể đậm nét, đó là dùng cây thánh giá để rồi như một dấu hiệu, người nào bước qua thập giá chứng tỏ người ấy bỏ Chúa. Ngược lại, người nào không chấp nhận bước qua thập giá, có nghĩa là người đó theo Chúa cho dầu phải chết. Hiểu như thế, hôm nay chớ vì tất cả mọi người chúng ta cách riêng những vị đang chọn thánh giá
như là biểu tượng của lòng thương xót Chúa. Hãy luôn luôn cố gắng vác lấy thánh giá mà Chúa gửi đến hằng ngày qua việc chu toàn bổn phận của chúng ta. Dầu thánh giá nặng hay nhẹ, lớn hay nhỏ, với cái tinh thần là kiên tâm vác thập giá cùng Chúa Giêsu đến tận đồi Canh Bê, để qua đó tất cả chúng ta đều cùng phục sinh vinh quang với Ngài. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng lên chuyên xưng đức tin. Tôi tin cơ hội thánh hằng cơ ở khắp thiên này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác mọi người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã dùng thánh giá mà cứu chuộc chúng ta. Trong niềm tin tưởng cậy trông, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, xin cho các mục tử trong hội thánh hằng noi gương thầy chí thánh, lấy tình yêu đón nhận thập giá hằng ngày để việc mục vụ sinh hoa kết trái cứu độ cho muôn người. Xin Chúa nhận đời chúng con. Thiên Chúa sai con của người giáng trần để cứu độ thế gian. Xin cho những ai đang xa cách Thiên Chúa nhận ra nơi thập giá sự tàn khốc của tội lỗi mình, để tự hối và mau làm hòa cùng Thiên Chúa tình thương. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ai tin vào con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Xin cho mỗi người chúng ta là những người đã một lòng tin theo Chúa, luôn giữ vững niềm tin của mình để mai này được vào hưởng vinh quang nước trời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và cho chúng con luôn biết yêu mến tôn thờ thánh giá Chúa, hầu hăng hái rao truyền cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa cho mọi người. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Vật tình nguyện gói trọn tình con chiều mẹ như lễ dân ban chiều thơm ngát muôn lời cầu lời con dâng dâng Chúa tình yêu chúc tùng tình thương. Soi sáng câu đoàn nguyện trong tiếng ca diệu huyền
vật tình nguyện, gói trọn tình con. Tùng tình thương suốt cuộc đời con, tràn trường sâu sắc câu đoàn nguyện trong Thích Ca diệu huyền, nguyện dâng trao đi lên bên thuyền. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa nhân từ, chúng con đang cử hành lễ tế hy sinh chính Đức Kitô đã hiến dâng trên bàn thờ thâm giá để xóa bỏ tội lỗi trần gian. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thanh tẩy chúng con khỏi vết nhơ tội lỗi. Xin chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang ngợi Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha dùng cây thầm ra để ban ơn cứu độ cho loài người. Thật vậy, xưa vì cây trái cấm loài người chúng con phải tự vong, nay nhờ cây thầm ra lại được sống muôn đời. Và ma quỷ xưa chiến thắng nhờ cây trái cấm, nay thảm bại vì cây thầm ra của Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế toàn thế triều thần thiên quốc cùng ca ngợi tôn thờ, kinh sợ và hân hoan chúc tụng Cha uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh tin. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa trên trên và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình áp bao Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tức người dạy chúng ta giam quyền trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
xin Thiên Chúa đây đừng xóa tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ở vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời để linh hồn con sẽ lành hơn. Chúa đã cho chúng con hướng nhờ ơn cứu chuộc nhờ cây thầm gia ban qua phúc trường sinh, và Chúa đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh thi,
xin hướng dẫn chúng con ở đời này, hầu mai sau chúng con được phục sinh cùng Chúa và được hưởng vinh quang bất diệt. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lì xong chúc anh chị em đi bình an. Chúa.